Rồi chào anh em nha. Sáng nay làm tiếp cho anh em bên thi giải. Các bạn thấy hôm qua mình có nhắn anh em là chốt hết. Hôm qua là mình lướt 3 lệnh, mỗi lệnh 6.000 mấy đô mình chốt hết. Mình báo là rút tiền đi, cẩn thận. Và sáng nay các bạn thấy là cái nhịp thị trường rất là xấu. Cái nhịp rất là xấu. Đây 20.000 đô nè. Thấy không? 20.000 đô nè. Ở bên thi giải nè, bên thi giải nè. Không, hôm qua có nói rồi, hôm qua nói bữa giờ anh em mình ăn liên tục rồi, rút lại đi mà là di chuyển qua spot mà là giữ UTT. Cũng y như rằng các bạn thấy sáng nay các bạn thấy nó rớt kiểu này rất là xấu, chạy rất là xấu ha. Rồi. Tại vì sao bữa giờ chúng ta đã cái nhịp ăn chúng ta đã ăn liên tục rồi thì khả năng sẽ có một cái ngày điều chỉnh là sẽ có, mặc dù về mặt chiêm tinh đó nha, về mặt chiêm tinh bữa nay là vẫn là thanh khoản tốt, vẫn là ok, thị trường vẫn có sóng để anh em mình bán tiền cũng ok. Nhưng mà bữa nay sáng nay sẽ là một cái điều chỉnh, có điều chỉnh cho nên anh em cẩn thận. Chúng ta thường sẽ canh xuống bay lên, nhưng bây giờ chưa phải lúc để bay, chưa phải lúc để bay. Các bạn bám theo channel tôi mỗi ngày, tôi vẫn canh chạc cho các bạn. Hiện giờ cũng không có lên sale nha, không có lên sale mà cũng không có lên bay, mà để điều chỉnh xong hết là bay. Dự kiến á, là phải về đây là có thể là về email 89 chỗ này thì cũng đã bay. Nhưng ETH vẫn là hôm qua anh em ai mà rút lại hết rồi thì ETH là một cái lựa chọn tốt nhất để chúng ta mua spot. ETH chủ rất vững, cái nhịp điều chỉnh thì có ETH được ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi BKC và chứ trả gì cả, nhưng chủ rất là tốt à, chủ rất là tốt. Và hôm qua thì mình chưa có soạn giáo án xong, mình đã soạn nguyên ngày hôm qua mình soạn xong rồi, bắt đầu tối nay 20:30 thì anh em học viên bên anh em bên trên thi giải mới học, chúng ta sẽ học lại về những cái vĩ mô cơ bản. Ngoài phương kỹ thuật ta, chúng ta sẽ học về vĩ mô cơ bản. Có những cái con chúng ta nhìn vô chúng ta biết là thị trường nó như thế nào luôn, thị trường nó như thế nào luôn, là BNB, các bạn thấy nó vừa đi qua cái bên Pentagon nè, Pentagon vừa đi qua nhịp năm, bước qua nhịp năm đã lên rất là mạnh mẽ, thấy chưa, nó rất là mạnh mẽ, và BKC điều chỉnh lại nhưng mà vẫn trụ bóc ở cái ngưỡng 600. BNB cũng là một trong những con rất ngon để ăn. BNB thì anh em học viên hôm bữa có một cái chat về Pigor đang luyện à, tôi nhớ anh em viên đang luyện Pigor rồi. Quay lại chúng ta sẽ có những con tiềm năng như ETH, BNB, ha, BGC, và thời điểm này vẫn khuyên là anh em có thể đánh on call nhưng hạn chế, đừng có đi nhiều tiền à, có thể đánh on call nhưng hạn chế là đi nhiều tiền. BGC nên là điều chỉnh. Tôi cũng canh chạc, sáng nay tôi ôm máy canh chạc cho mọi người cho nên không cần gọi, không cần rồi, có đi ít tiền cũng họ làm ở trên đây, sale xuống đến tiền thôi à, sale về 67.600 mấy đây, khả năng nó quay là test email 89 là cực kỳ cao à, là cực kỳ cao. Và ok, clip này ngắn ngắn thôi, tại vì tối nay 20:30 anh em chúng ta học học về vĩ mô à, ba anh em nha.